có tiếp nhận một chiếc xe Mazda 3 để tiến hành dọn nội thất lại cho chiếc xe đấy. Cái chiếc xe này sẽ chỉ là dọn nhanh thôi nhá. Thì anh em thấy là đây cái sàn này là sàn nỉ này. Thế là cái sàn này rất là sàn nỉ theo xe này. Nếu mà anh em đây anh em thể đi thấy thời gian dài là đất với là bùn và đã nhà đã dính ở cái sàn này. Và anh chủ trước khi trước đấy đã có trang bị cho mình cho chiếc sàn, đó là cái sàn da 3D rồi. Nhưng mà anh em thấy nó sẽ rất là nhiều cái hạn chế. Anh em để thấy nhìn thấy ạ. Đất này và thứ hai là cái sàn rối này. Sàn rối này đấy là cái hồi xưa người ta hay làm thôi. Nhưng mà bây giờ người ta lại ít khi làm cái sàn rối này. Anh em có thể thấy rất là bẩn. Và cái sàn này giữ nước và cực kỳ hôi anh em nhá. Đây, đằng sau cái lớp sàn này nó sẽ là cái lớp mút như này. Nước ngấm đây nó sẽ cực kỳ hôi. Đấy, để mà giải quyết cái vấn đề này thì bên em có tư vấn cho anh chủ nguyên một cái bộ sàn. Đây là cái sàn Kata. Anh em thấy không ạ? Cái sàn Kata này. Cái sàn này bên em sẽ may và cắt theo form xe và cái này sẽ là bo viền luôn này anh em nhá. Cái này bây giờ cái này là bên em tự thi công luôn. Đấy, để mà bo viền luôn cho anh em. Để đảm bảo cái độ chắc chắn cho anh em. Và thứ hai là cái sàn thì sẽ cắt một cái bộ sàn da như này. Cái sẽ trải một bộ sàn da như này cho anh em này. Đây, cái sàn này sẽ là sàn da như này nhá. Con sàn này sẽ bao cho anh em là không mùi hôi này, không có nước ngấm nước. Đấy, nước qua đây nó anh em chấm trên sàn này anh em lau lấy khăn lau đi là sạch. Đấy, nó không giống như cái sàn này. Đây, cái sàn này của anh em sẽ ngấm nước vào đây thì cực kỳ hôi, nhưng cái sàn này sẽ không ngấm nước và dễ dàng vệ sinh hơn. Và thứ hai là cái chi phí nó rất là hợp lý anh em khi mà anh em sử dụng cái sàn như này. Đấy, còn bên trên thì anh em sẽ sử dụng một cái sàn Kata như này để anh em chỉ việc rửa cái này, rửa bao không ngấm nước, anh em chỉ cần lau phát là sạch. Đấy, chi phí rất là hợp lý cho anh em mà độ bền cực kỳ cao. Đấy, còn con này thì bên em đang tiến hành dọn nội thất này thì sẽ tháo toàn bộ cái này ra để mà dọn đẹp lại vệ sinh toàn bộ cho anh em. Đây, cái xe này thì trước là bên em vẫn chưa rửa. Đây, có tháo hết ghế để đánh lại toàn bộ cái sàn nỉ này. Đấy, hút bụi lại phần ghế sẽ bọc sẽ đánh lại toàn bộ này. Đấy, cho anh em. Anh em nào mà chưa có dọn, anh em nào đang có nhu cầu dọn nội thất này mà chưa biết cái địa chỉ nào để mà dọn nội thất uy tín và làm sạch đẹp cho anh em thì hãy đến với Agala Thái Nguyên để em bên em thi công và tiến hành vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác.